Đây. Các bạn sẽ vào SQL Server nè. Các bạn chọn Help. Chọn Manager Help Setting. Các bạn vào Setting. Các bạn bình thường nó sẽ nằm ở đây nè. Cái check này nó sẽ nằm là I want to use online, I want to use local. Thì các bạn download nó về local thì các bạn search nó nhanh hơn, không cần internet. Hiểu không ạ? Không cần internet thì vẫn search được. Các bạn chọn ngày và nhấn OK. Sau khi các bạn OK xong thì các bạn chọn là instant content, tức là các bạn phải cài đặt lên, tức là download về máy của mình. Thì các bạn chờ một tí, cái này họ load. Thì cái này là nhiều lắm. Thì các bạn chỉ cần dùng SQL Server, thì các bạn download SQL Server thôi. Đó ạ, không cần download cái khác. Nếu các bạn search trên này sẽ nhanh hơn và nó gần với các bạn hơn, gần với câu hỏi các bạn hơn. Thì thay vì các bạn lên mạng, các bạn search mông lung lắm, nó ra rất là nhiều, các bạn không biết chọn cái gì. Đúng không ạ? Tại chỗ này các bạn chờ một chút xíu, nó lốt, lốt nhiều lắm. Rồi ok ha các bạn. Ok ha. Các bạn chọn cho cô là SQL. Đây. Các cái version ở đây. Đúng không ạ? Cô chọn một cái thôi. Cô chọn, nhớ các bạn là chọn book online thôi. Book online tức là cái quyển sách, tức là trong đấy nó hướng dẫn đầy đủ tất cả. Thì các bạn click chuột vào add một cái thôi, không cần nhiều. Đúng không ạ? Tại vì cô đang dùng bài bản 2012 cho nên cô sẽ search, cô sẽ add cái book online của 2012. Đúng không ạ? Đó. Ok, nó là bao nhiêu ạ? 105 MB. Bây giờ ta update. Để các bạn chờ một xíu, nó cập nhật về máy. Đúng không? Cập nhật về máy. Rồi, trong lúc chờ đợi cái này thì cô cài đặt cho các bạn một cái cơ sở dữ liệu mẫu hôm bữa ta làm, đúng không? Hôm bữa ta làm được cơ sở dữ liệu mẫu gì ạ? Adventure World, đúng không? Cô đã về chưa nhỉ? Chết rồi, hình như là bữa có cái link mà. Rồi đúng ra thì có cái Adventure World đấy. Nhưng mà bây giờ cô sẽ lấy một cái mẫu. Rồi đang chờ tí nha. Rồi bây giờ đây các bạn nhìn cái mẫu này nè. Các bạn nhìn cái mẫu này nè. Đây là cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng. Đấy, thì các câu lệnh này được gọi là các câu lệnh SQL. Những câu lệnh này là câu lệnh thuộc loại gì đấy ạ? Nhóm nào ạ? Khi nãy ta có 4 nhóm. À đúng rồi, nhóm tạo là DDL, Data Definition Language. Có chữ Create thì nó thuộc cái nhóm tạo dữ liệu. Câu lệnh Chain này là nhóm thao tác dữ liệu. Câu lệnh Select là gì? Truy vấn dữ liệu. Đúng không? Truy vấn như này. Đây. Câu lệnh này là Chain dữ liệu. Đây, này có câu lệnh Select. Ok. Rồi. Cái này thì để các bạn làm được nó nè, thì ta sẽ làm như sau.
sau mỗi cái câu lệnh các bạn chạy nó execute, bôi đen và chạy execute. À, nó báo là quản lý bán hàng nó có rồi, tại vì hôm bữa cô làm một cái demo về quản lý bán hàng. À đúng rồi, có thể xóa nó đi, xóa cái cũ, tại vì cái cũ này là hôm trước cô chỉ làm demo thôi đúng không? À không cần. Hoặc là như này, các bạn thêm câu lệnh này nè, xóa và cập nhật lại. Cái quản lý bán hàng này chính là cái cơ sở dữ liệu hôm bữa. Bài 2 á, các bạn có nhớ không? Bài 2 của lab, lab 2 á. Ok, thì bây giờ ta viết câu lệnh để xóa nó. À, drop, tôi nghe cái từ drop đúng không? Chính xác. Nhưng mà trước khi drop, ta viết thêm câu lệnh để kiểm tra. Đúng không ạ? Câu lệnh này các bạn học thuộc, cô sẽ gửi các bạn để các bạn có thể copy nhá. Cái này cô, bởi vì là các bạn chưa học tới cho nên là cô sẽ gửi và các bạn sẽ được phép copy những cái này nhá. Đây, cái này là các bạn biết là if exists. Đây, nếu tồn tại, hiểu không ạ? Select sao from system chấm database. Where cô gõ xuống các bạn nhìn. À, ta xem cái anh này trả về cái gì. Nhìn nào, xem nó trả về cái gì. À, nó phải trả về name. Thì nếu name mà bằng cái này, đúng không? Thì tôi sẽ xóa. Where name bằng, lấy cái tên quản lý bán hàng. Đó, thì tôi sẽ xóa. Cái này dùng drop đấy các bạn. Drop data base, tên là quản lý bán hàng. Sau nhớ là phải go một cái. À đi, chính xác. Đúng không? Tôi sẽ giải thích cái từ khóa go này. À, nhưng mà tí nữa tôi sẽ giải thích xong. Đúng không? Bây giờ chạy nè, execute. Nó hết lỗi ha. Bây giờ nó sẽ không có lỗi nữa. Nó chạy hết từ trên xuống dưới luôn, không có lỗi. Và bây giờ các bạn refresh cái database bên này. Refresh thì cái quản lý bán hàng bên này các bạn đã tạo rồi. Đây, nó có 1, 2, 3, 4 bảng. Đúng không ạ? À, ta xem nó thiết lập mối quan hệ chưa. Ta vào database diagram, ta new một diagram. Đây, add vô. Ok, close. Cái này đã thiết lập mối quan hệ luôn rồi. Đấy, cái đường, cái này nè, à, cái mũi tên nè, cái liên kết này nè, nó chính là cái quan hệ, hiểu không ạ? Đấy, cái này chính là quan hệ. Nghĩa là sản phẩm thì quan hệ về hóa đơn chi tiết, hóa đơn thì quan hệ về hóa đơn chi tiết, và khách hàng thì quan hệ với hóa đơn. Ok, ở đây coi như là một cái cơ sở dữ liệu mẫu để tí nữa có demo. Rồi, ta quay lại cái này. Đấy, cái này xong rồi, các bạn finish và các bạn exit, xóa ra. Rồi, bây giờ các bạn muốn dùng nó thì các bạn vào đây, click chuột vào đây, các bạn chọn cái book online và các bạn chọn là SQL. Đấy, documentation server. Đấy, tôi sẽ nhìn thấy chữ document ở đâu đây. SQL server documentation nè. Ok, click vào đây. Đó, thư viện. Các bạn chọn cho cô vào index. Index nè, thấy chưa? Và các bạn gõ. Thì bây giờ giả sử như các bạn không biết cú pháp của câu lệnh select, các bạn vào đây, các bạn chọn gõ là select. Select, ta sẽ chọn nào. Select from select, mình để select đúng không? Đó, select
column. Ta kiếm nha, select statement nè. Đây, select statement trong SQL Server nè. Click đúp vào đây. Đây. Select nè. Select group nhiều quá nhìn không ra. Cú pháp các bạn nhìn nè. Select quá trời gì quá trời quá đất. Ờ à, tôi nhìn cũng không hiểu. Nói vậy thôi. Nói vậy thôi. Nhưng mà nếu các bạn nhìn các bạn không hiểu nó nhiều quá đúng không? Có cô nhìn nè. Select all distinct này, ta nhìn thấy cái distinct này không? Đó. Cost expression vân vân. Cái này để mốc vuông thì nó đâu cần thiết đúng không? Ok. Đấy, select list là cái danh sách cột. Rồi, cái này không cần thiết. From where, cái này không cần thiết, từ giờ đi qua. Nếu các bạn mà không hiểu, nhìn nhức đầu quá, các bạn kéo xuống đấy thôi cô. Đấy, tôi không phải là cho các bạn một cái mà ô sức đâu rồi. Cái sample mà nó đâu ra. Chờ cô một tí. Ờ, nó sẽ cập nhật một chút nha các bạn. Select from. Okay, bình tĩnh. Rồi các bạn nhìn vào đây cho cô nè. Search tới example cho cô. Search tới cái example cho cô. Đúng ạ. Và các bạn xem dựa vào gì đấy ạ? Example. Ví dụ các bạn đang sử dụng Adventure Work đúng không? Đấy, cái Adventure Work khi nãy là cô chưa có cài, các bạn vừa trước cài rồi đúng không ạ? Các bạn làm thử xem cái này nó ra như thế nào. Đây, bây giờ tôi sẽ làm demo cho các bạn coi. Đúng không ạ? Đây. Bữa trước là ta đến cái Adventure Work là cái link nào nhỉ? Ghê quá. Lớp mình là PT. Mấy? 1, 4. Đây. Tắt đi, mấy cái này làm rối loạn đội hình quá. Rồi, cô lấy cái đường link. Cô lấy đường link thôi. Đường link của chúng ta đâu ạ? Đây đúng không? Xin lỗi cô nhầm. Adventure Work. Đây đúng không? Cái này tin cậy không? Đây, cái phiên bản này đúng không? 44, ok. Save. Đâu ta coi nó, 44 MB. Cái này có mạng không ta? Có mạng. Rồi mấy? 1 phút 34 giây thôi. Ok. 55 giây. Đây, cái này để cô làm cho các bạn để cô hướng dẫn các bạn restore luôn. Tại vì có một số bạn ấy cái hôm bữa làm restore chưa được. Hiểu không ạ? Đấy, một số bạn làm restore chưa được, cho nên cô sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Cái này restore là bữa lắp 1 đúng không? Bữa lắp 1. Ừ. Còn lắp 2 là các bạn vẽ sơ đồ EAD và tạo cái bảng. 4 cái bảng. Nhưng mà chưa có tạo liên kết, chỉ mới nhập dữ liệu vào thôi, chèn dữ liệu vào thôi. Thì sau này chúng ta sẽ làm tất cả những cái việc đó ở trên gì đấy ạ? À đúng rồi, trên câu lệnh SQL chính xác. Ok. Rồi Adventure Work các bạn cho vào đây cho cô. Adventure Work. Đây. Ok, cô sẽ restore là down về rồi, các bạn để vào một thư mục nhé. Xong đấy các bạn sẽ restore. Cô tắt bớt cái này các bạn nhìn cho dễ. Rồi. Các bạn trước khi restore, các bạn phải tạo gì đấy ạ?
tạo database. Và database này đặt ở trên server, đặt ở đâu không quan trọng nhá. Các bạn đặt tên của nó là Adventure Work 2012. Ờ xin lỗi, đây. Đúng không? Đây. Các bạn đặt tên. Và ở đây các bạn thấy là nó sẽ tạo ra ở trong ổ C. Đúng không ạ? Đây, tạo ở trong ổ C. Và các bạn có thể đổi được cái thư mục này. Tuy nhiên trong trường hợp này cũng không cần thiết phải đổi ha. Rồi. Các bạn ok. Adventure Work có chưa ạ? Các bạn click chuột phải vào Adventure Work. Sau đấy chọn Task. Chọn Restore Database. Các bạn chọn Device. Đúng không ạ? Chọn Add. Add cái file khi nãy có điều D, O, E. Kho dữ liệu. Cơ sở dữ liệu. Nó đây. Đúng không ạ? Ok. Rồi. Rồi các bạn có một cái file đây rồi. Thì nếu như các bạn có thể restore ghi đề. Thì nếu như ở đâu các bạn đã có một database rồi, có tất cả cấu trúc dữ liệu rồi mà các bạn restore thì các bạn chọn option, chọn override. Hiểu không ạ? Ghi đề lên những cái dữ liệu mà có sẵn, những cái có sẵn sẽ bị ghi đề lên. Hoặc là gì đấy ạ? Reverse setting là keep giữ cái bản mà ghi đề, ghi xong rồi nếu mà có lại lên đúp một cái nữa. Thì cái này ít khi chọn. Hai là tức là nó ngăn chặn, nó không cho truy xuất nếu như trường hợp mà nó có sẵn rồi. Đúng không ạ? Thì trong trường hợp này chưa có gì cả. Các bạn ok, các bạn nhấn ok để các bạn. Rồi nó lỗi. Thì bây giờ ta xem nó lỗi gì nè. Đấy, lâu lâu lại phát sinh lỗi kiểu như này. No current database backup. Không phải có rồi em. Fail. À, nó đây là không, cái dòng này là dòng fail, báo lỗi. Cái dòng này là dòng báo lỗi thôi. Đây. À, kia anh quỷ này anh không cho. Rồi, cái version cô nó không cho cái này rồi. Chèn nào em? Đâu có. Đâu có chèn nào đâu. Cái này là restore từ một cái database có sẵn. Nhưng mà cái này ta là từ file. File đã được backup. Ok. Rồi, cái bản này không có được. Bữa trước các bạn lại lấy bản này à? Sao lại không được nhỉ? À, rồi, cô coi. Vào tab lại nha. Đâu, vào option tắt cái gì? Cái này hả? Ờ, cô phải add file. Từ từ cô coi nó là gì. Từ từ ha, coi cái gì. Sở dữ liệu Adventure Work. Ok. À, đúng rồi, rồi, ok, ok. Rồi, thank you. Rồi, cô quên đi cái này, ok. Rồi. Rồi, thank you. Ok. Rồi, và các bạn refresh nó ha. Nhớ là refresh nó lại. Các bạn thấy có database đây rồi. Ok chưa? Nhé. Và các bạn có thể xem diagram của nó. À, cái diagram này thì nó bị lỗi tại vì nó không có quyền. Thì bây giờ quyền các bạn thấy là nó không có quyền owner, tức là không có quyền là người làm cho nó. Thì các bạn làm có một cái thao tác này, các bạn cứ xem nhé. Các bạn vào cái new query này. Đúng rồi ông chủ. Nghĩa là các bạn bây giờ không có quyền sở hữu. Thì bây giờ các bạn chuyển quyền sở hữu. Thì các bạn gõ thêm cho cô câu lệnh này. SP. À, trên DB owner. Chuyển quyền sang cái anh là SA. Đúng không ạ? Các bạn chạy execute. Success là ok ha. Rồi các bạn bây giờ refresh lại. Và các bạn
click đúp vào đây. Nó ok rồi nè. Đúng không ạ? Yes. Và bây giờ các bạn có thể new được. Đây ra. Ok. Đó. Thì nhiều bảng quá thì nó có các nhóm. Hiểu không ạ? Bây giờ các bạn, cô sẽ chỉ các bạn nó có các nhóm nào. Cái nhóm về human resource. Quản lý gì đấy ạ? Human là gì? Quản lý con người, đúng không? Human resource. Cái thứ hai là personal, cá nhân. Cái thứ ba là sản phẩm. Rồi bán hàng, đúng không ạ? Đấy, đúng rồi, tất cả đặt hàng nằm đây. Thì các bạn có thể là dựa vào cái này để các bạn chia các nhóm, để các bạn là lập các diagram. Ví dụ cô có department nè, employee nè, employee nè, job nè, shift nè. Mấy cái này cô làm một cái, ví dụ như vậy. New department, đúng không? Rồi add nè, new cái nữa nè, employee nè, human resource nè, hai anh này human resource, ba anh này human resource nè, add vô nè, đúng không? Rồi anh gì nữa, job candidate nè, rồi một cái nữa là shift đây, đấy, add vào một cái thì các bạn được một cái nhóm, được chưa? Và các bạn đặt tên human resource. Okay. Đặt tên. Các bạn tắt đi, lần sau mở lại. Refresh anh này đi ha. Mở lại diagram thì tôi được mở lại như này rồi. Các bạn tìm cái này để làm gì vậy? Cái cơ sở dữ liệu mẫu làm gì? Cơ sở dữ liệu mẫu là cơ sở dữ liệu nó tương đối hoàn chỉnh, rất là ổn, rất là ok. Các bạn có thể dựa vào nó để sau này các bạn thiết kế các cơ sở dữ liệu khác. Ví dụ các bạn có thể học được rất nhiều từ cơ sở dữ liệu mẫu này nhé. Thì đến khi các bạn làm cái dự án thật, cô sẽ hướng dẫn. Khi các bạn làm cái database, làm chuyên sâu về sau, cô sẽ hướng dẫn các bạn nó có lợi như nào khi các bạn dùng cái này. Các bạn học hỏi thì nó rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là các bạn dùng để các bạn chạy các demo. Ví dụ trường hợp này, cài đặt xong rồi các bạn có thể copy cái này, đúng không ạ? Copy đấy, đâu rồi, copy rồi, Ctrl C đi ha. Các bạn mở, cũng mở cái SQL, bỏ cái này đi, Ctrl V. Ý gì vậy, không copy được á? Đâu? Trong EO này hả? À, sao các bạn tin vậy? Sao các bạn thấy vậy? Rồi, rất là chuyên nghiệp, rất là giỏi. Đây, cô sẽ giải thích câu lệnh nào. Câu lệnh đầu tiên là User Adventure, tức là các bạn sử dụng. Để tao bày nhìn nhá, nó sẽ thể hiện ở đâu nè. Các bạn sẽ hay bị quên chỗ này. Các bạn hay bị quên chỗ này. Bây giờ các bạn hãy để ý đến cái box trên này cho cô. Click chuột vào box, vào master cho cô. Cô đang ở như thế này, có nghĩa là cô đang ở cơ sở dữ liệu master. Nghe nha. Cô chạy câu lệnh này nó sẽ bị lỗi. Bởi vì cô đang sử dụng cái master. Mà đang sử dụng master thì trong master không có cái table là sale territory, được không? Đây. Đây. Đấy, cái này là bảng. Đúng ạ. Đây, các bạn sẽ thấy nè. Select có chưa? Đây, hai cột có chưa? From có chưa? Rồi và cuối cùng là bảng có chưa? Còn cái order by này là gì đấy ạ? Cái thêm vào thôi, sắp xếp. Thì bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy là trong cái master nó sẽ không có cái bảng này. Không có bảng này, nó sẽ báo lỗi là invalid object name. Thấy không ạ? Các bạn có thấy là invalid có name, có nghĩa là các bạn có thấy là nó không có. Không hợp lệ, cái tên này không có hợp lệ. Bởi vì các bạn đang sử dụng master.
Vậy để các bạn sử dụng được cái này, các bạn phải chạy câu lệnh này, execute. Thì ở đây nó mới sử dụng adventure work. Hoặc các bạn chọn bằng tay. Nhưng mà khi các bạn thực hiện câu lệnh thì nó phải hiện hữu ở trên cái góc đấy. Hiểu không ạ? Nó phải hiện hữu ở trên cái góc này nè, thì mới là đang sử dụng cái database đấy. Hiểu không ạ? Rồi, nếu tôi đang sử dụng thì nó sẽ gặp một số lỗi là như sau. Cô mà xóa nó sẽ báo lỗi ngay. Cô delete nó là nó lỗi ngay. Đây, delete nó là nó lỗi. Đấy, chạy hoài không được. Bởi vì là nó báo là gì đấy ạ? Nó đang dùng. Đang sử dụng thì không thể delete. Hiểu không ạ? Đây, nhiều bạn gặp cái lỗi này, tức là khi tôi kiểm tra các bạn. Cô nói bây giờ các bạn hãy xóa database đi, các bạn làm lại từ đầu. Không xóa được. Không xóa được mà không biết lỗi gì. Thực ra nó lỗi là gì đấy ạ? Các bạn vào đây các bạn coi lỗi nào. Các bạn là không thể drop cái database này bởi vì là nó đang sử dụng. Ok. Có hai cách để các bạn drop. Cách thứ nhất là click cái này. Tức là khi drop thì các bạn close luôn, đóng luôn cái connection thì drop ok. Đóng connection thì những cái sử dụng đóng hết. Hiểu không ạ? Ok. Hoặc cách thứ hai là bỏ cái sử dụng đấy đi. Hiểu không ạ? Là xóa được. Nhưng mà tôi không xóa đâu, xóa mất công làm lại. Hiểu không? Ok, bỏ cái sử dụng in-use này đi, các bạn sẽ dùng được. Được chưa? Vậy từ nãy giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn cái gì nào? Hướng dẫn 1 là backup dữ liệu. Hướng dẫn 2 là các bạn sử dụng cái thư viện. Đúng không ạ? Book online. Sử dụng book online thì các bạn thiếu cái gì các bạn search. Và khi search đọc không hiểu thì các bạn xem như cô cái sample. Sample mà đọc không hiểu thì copy nó chạy thử. Copy nó chạy thử. Có hiểu không ạ? Đấy. Ví dụ như cô dùng câu lệnh create database. Không hiểu câu lệnh này thì click đúp vào đây. Nó sẽ có cái hướng dẫn. Đúng không? Đấy. Có hướng dẫn xong rồi. Hướng dẫn khúc trên khúc dưới nó nhiều lắm các bạn ơi. Đấy. Nó quá trời luôn. Đấy. Thì không hiểu, nhảy xuống sample cho cô. À, đi xuống sample hoặc search chữ sample cho nó nhảy ra. Example thấy chưa? Được chưa? Example. Example thì câu lệnh nó ở đây. Đấy, create database. Đúng không ạ? Ok. Create database. Đó là toàn bộ cái mà cô hướng dẫn. Đấy, ta dừng cái này lại nhé.